Nếu lỡ mà mọi chuyện không tốt đẹp như mình muốn, chú giúp anh đọc lá thư này cho cả nhà nghe. Cất đi. Em đã nói là em không thể giúp anh được. Anh khỏe mạnh rồi thì bây giờ anh phải tự làm đi. Thì để hôm khác, anh vừa mới phẫu thuật xong đang mệt trong người. Anh ơi, đừng lấy lý do. Ra giá anh cả đi anh ơi. Cái gì đấy, phong bì tiền à? Đây nó là thư tay. Anh ấy viết trong cái tâm trạng rối bời rồi khóc lóc trước khi lên bàn mổ. Khóc hồi nào? Anh viết thư tay á? Thì sao mẹ không biết nhỉ? Con đọc lên mẹ nghe xem nào. Nghe anh ơi, cứ mạnh dạn đọc cho cả nhà nghe. Đọc đi anh. Anh đọc đi. Đi à. Hay một tràng pháo tay cho anh công ấy. Ê, từ. Phải về chỗ, về chỗ. Ê. Ui, không sao, không sao, đọc đi anh. 3, 2, 1, bắt đầu. Chào cả nhà. Xin chào. Cả nhà chào con. Khi mọi người nhận được lá thư này, con đã vào phòng mổ. Đầu thư, con xin cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn Thành, Danh đã luôn là hai thằng em ngoan của anh. Gì mà anh nghiến răng thế? À, là gì sai với anh Công à? Giọng hơi rít. Cảm ơn Hà, Trâm Anh vì luôn hết lòng với gia đình mình. Bác cảm ơn Cú Long vì đã tặng cho bác bộ tóc giả không đẹp lắm. Ủa, không có cháu ở đây nói xấu liền luôn. Đó, biết nó dỗi ngay. May mà không có Cú Long ở đây. Ừ, đúng rồi. Em góp ý lần sau kiểu bác viết thì cũng được, xong viết thêm là nhưng mà bác cũng rất thích. Thế là xong, bác hiểu không? Còn có cả lần sau hả? Thư này hơi dài rồi, con xin dừng bút tại đây. Cuối thư, con chúc gia đình mình luôn mạnh khỏe, may mắn và bình an. Thôi đừng điêu đi. Thôi anh xảo á. Thôi ông ngại. Làm gì viết có chút xíu ông à? Ngại đi con đúng không? Đọc tiếp đi, đọc nốt. Còn một tí, không một tí. Đấy, anh đọc hết đi, anh đọc hết. Đọc hết xem nào. Ký tên Nguyễn Văn Công. Hết thật rồi hả anh? Ông đùa tôi à? Điều sao ông không dám đọc nhỉ? Thật mà. Ông mỗi thế thật. Thôi cũng dài được nửa trang anh ạ. Thế em đâu? Thôi xong. Yeah. Nhờ. Em đâu? Có. Anh sai rồi. Tại vì lúc mà anh viết là không có em ở đấy, em đang ở quê. Nên là sao? Mỗi thế thôi. Ôi giời. Mỗi thế thôi á? Thế mà bảo là cái gì? Anh yêu em quá. Anh yêu em nhiều lắm. Chị ơi, chị không có trong thư là tại vì chị sẽ xuất hiện ở vị trí hết sức đặc biệt. Đây này, biệt nó ở đây này. Đấy ạ.
Nào, ngồi yên đấy, ngồi yên đấy. Anh không nói để bọn em nói. Chú. Anh nhờ chú việc này. Thế thì gì? Nhớ mà anh có mệnh hệ gì? Vâng. Thế. Nào. Đứa đây. Để nó cất cái bức ảnh này vào cái túi áo ngực của anh. Sao khổ thức thế á? Đây là cái điều đuối tiếc nhất đời. Ôi. Thôi mày đừng điều đi. Nghẹn ngào không nói ra lời luôn. Mày bảo điêu đi. Mày bảo điêu đi. Khổn thức không nghe ra từ gì luôn. Nghe lên thuyền đi. Đi làm diễn viên đi. Làm quá. Đúng thoại thế không? Đúng thoại, đúng anh thoại thế không? Ừ, đúng không? Không. Có đúng thế không đã? Thêm mắm thêm muối vào đây. Đúng thoại thế còn gì nữa. Chị ơi. Thế có mỗi cái ảnh thôi à? Ờ. Nói gì đi. Con phải nói gì với vợ chứ. Ôi anh quên hết thì bây giờ anh phải nói. Hay cả nhà lại trợn tràng vào tay lần nữa vậy. Thật ra thì để lúc khác con nói riêng được mà. Không được. Ờ kìa, ở đây tất cả mọi người đều nghe rồi. Có mỗi một mình chị chưa nghe thôi. Làm nhà mình lại gì anh. Rồi anh. Anh cảm ơn em. Còn gì nữa không anh? Xin. Từ từ, tiếp đi ạ. Tiếp. Gì nữa? Hết rồi. Trời ơi, sao anh ấy cứ kiểu lúc nào cũng kiểu cuột lủn thế nào ấy. Thôi thế là được rồi con. Cậu đã biết trưởng thành và biết là người phụ nữ chăm sóc chồng con. Trời ơi, thích quá. Không phải gì, cảm ơn cậu luôn. Cảm ơn em. Mình đã yêu anh. Thấy chưa? Người ta cảm ơn mình có nội dung như thế. Ảnh cụt lủn.